kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2024, tỉnh Đoàn Bình Dương đã đẩy mạnh việc đào tạo thế hệ đoàn viên thanh niên vừa hồng vừa chuyên theo di chúc của Bác. Đây không chỉ là kim chỉ nam mà còn là mục tiêu thanh niên Bình Dương đang nỗ lực thực hiện thông qua các mô hình và hoạt động ý nghĩa. Theo di chúc của Bác, có thể thấy rõ tầm quan trọng của việc đào tạo thế hệ thanh niên có cả đức lẫn tài để đảm nhận trọng trách xây dựng và phát triển đất nước, đưa Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu như người hằng mong ước. Những lời dạy của Bác vẫn luôn là kim chỉ nam vững chắc, là nguồn động lực để các thế hệ thanh niên hôm nay và mai sau không ngừng phấn đấu, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của Bác. Lời dạy của Bác là động lực để tôi không ngừng học tập, rèn luyện và cống hiến hết mình cho công việc. Tôi cũng có những cái mô hình hay và ý nghĩa như là thực hiện vườn hoa thanh niên. Trong bối cảnh đó, Thanh niên Bình Dương đã tích cực triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực để thực hiện di chúc của Bác. Lực lượng thanh niên đã thể hiện rõ sức trẻ và tinh thần cống hiến qua công tác phòng chống dịch COVID-19, với hơn 15.600 tình nguyện viên được huy động tham gia các đội hình phản ứng nhanh, thực hiện nhiệm vụ quan trọng như lấy mẫu xét nghiệm và tuyên truyền phòng dịch. Bên cạnh đó, các chương trình như Tình nguyện mùa đông và Xuân tình nguyện đã mang đến những gian hàng không đồng và trao tặng các suất học bổng cho thiếu nhi vùng cao, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và cống hiến vì cộng đồng. Đặc biệt, cuộc vận động Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo đã ghi nhận hơn 62.700 sáng kiến, minh chứng cho sự sáng tạo và năng động của tuổi trẻ Bình Dương. Những hoạt động thiết thực này không chỉ phản ánh tinh thần không ngại khó khăn, mà còn thể hiện rõ tinh thần xung kích và khát vọng rèn luyện để trở thành những thế hệ tiên phong thực hiện theo di chúc Bác. Di chúc của Bác không chỉ là lời dặn dò mà còn là lời động viên để giúp tôi hàng ngày nỗ lực phấn đấu. Với vai trò là Phó Bí thư, tôi đã cố gắng xây dựng những kế hoạch hoạt động để tạo môi trường sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi. Tôi luôn suy nghĩ rằng là mình làm sao để mà có thể học tập theo những gì di chúc Bác để và cũng như truyền thụ đến cho các bạn sinh viên học trò của mình. Thành ra là tôi rất có nhiều những cái mô hình và những cái dự án để mà có thể làm sao để truyền thổi cái tư tưởng đến sinh viên của mình. Trong đó thì có một cái mô hình mà tôi đang hay áp dụng, đó là mô hình là mỗi một buổi học sẽ là một câu chuyện về Bác. Di chúc của Bác Hồ không chỉ là những lời dặn dò mà còn là kim chỉ nam cho thanh niên tỉnh Bình Dương trong việc rèn luyện và phát triển. Những lời căn dặn của Bác vẫn còn nguyên giá trị và luôn là động lực để tuổi trẻ không ngừng phấn đấu, hoàn thiện bản thân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.